Vị sư huynh, không ngờ anh vẫn thoát được đó. Đúng là mệnh lớn phúc dày ha. Mày rồi sao? Mày còn muốn chơi trò gì nữa? Tôi muốn anh phải chết. Hiện tôi đang ở chỗ hàng không mẫu hạm, ở chỗ mà không có ai có thể lên được. Ở dưới có một cái biển đầy là du khách biển dạo. Long à, đừng quên tới đây. Anh Long à, ở đây nguy hiểm lắm. Anh tuyệt đối không được đến đâu. Anh nghe rõ chưa? Sóng radar ồn quá. Một mình anh đến thôi đó. Có nhớ chưa hả? Thiên Vật, cậu ở đây có chuyện cổ. Anh Long à, có chuyện gì gọi điện cho tôi. Văn, ở đây không có ai hết. Mày đúng là đồ nghiệt chủng mà. Anh ta chỉ có thể đến đây một mình. Anh ta sẽ chăm lo cho tính mạng của hai người. Anh Long của tôi đã làm gì anh? Tại sao anh lại đối xử với anh ấy như vậy? Em trai tao Viên Thừa Tổ là do nó hại chết. Nợ máu phải trả bằng máu. Thì ra mày đã luôn lừa dối tao. Nào là ra tù, đã cải tạo quy chánh, tất cả chỉ là nói dối thôi. Đại sư huynh, tôi phải ngồi tù ở Mỹ cũng là liên quan đến anh ta. Em trai tôi cũng là do anh ta hại chết. Tôi nói dối là gì? Anh ta bắt buộc tôi phải nói dối. Bây giờ quay lại vẫn còn kịp. Nếu cậu cứ phạm sai lầm hết lần này tới lần khác thì nửa đời còn lại cậu sẽ sống trong tù. Anh đừng có lên lớp với tôi. Anh không cảm thấy mình đang rắc rối hay sao hả? Tao rắc rối hả? Tao chỉ muốn tốt cho mày mà thôi. Mày dám đánh tao sao? Đại sư huynh à, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi vì trên cõi đời này chỉ có một con đường cho tôi. Đó chính là nếu hắn không chết thì tôi sẽ chết. Mày, sư đệ à, sư đệ, hãy quay lại đi. Cậu không thể mất hết nhân tính như vậy. Chúng ta là anh em mà, cậu không thể mất nhân tính được. Sư đệ à, cậu nghe tôi nói đi, cậu không thể như vậy. Alo, Dương Anh, tôi thấy anh Long rồi. Nhanh đến hàng không mẫu hạm đi.
Thả đại sư huynh và cô Bảo ra. Đừng sốt ruột, cứ ngồi xuống đây từ từ nói chuyện ân oán giữa hai chúng ta. Thật ra mày muốn chơi trò gì đây? Được lắm, quả nhiên là một người có dũng khí đó. Không hổ danh là một đội trưởng đội đặc nhiệm. Chỉ với điều đó đã đáng để cho tôi đặt hoa lên mộ của anh rồi. Mày định làm sao đây? Tôi là người ân oán phân minh, tôi chỉ dùng họ để làm mồi. Nhữ anh tới đây mà thôi, tôi sẽ không làm hại họ đâu. Anh cứ yên tâm. Được, tao tin lời của mày. Nhưng mày cho rằng mày sẽ thành công sao? Quá phi long, tôi đã gọi được anh đến đây thì tất nhiên là tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Mối thù này tôi nhất định phải trả. Thù gì? Tôi trả thù cho em trai của tôi. Em trai của mày là do chính tay mày giết. Tôi cho nó chết là để nó không phải chịu đau đớn. Cả người của nó còn chỗ nào lạnh lạnh chứ? Nói như vậy là do anh gây ra, là anh ép tôi, anh hiểu chưa? Là nó buông lậu vũ khí, tự mình làm tự mình chịu. Anh thật chẳng khác gì đại sư huynh, lúc nào cũng vậy, chỉ biết lên lớp người khác, cứ tự cho mình là ghê gớm lắm sao? Kẻ tự cho mình ghê gớm chính là mày. Mày làm bao nhiêu điều phi pháp, mày có pháp luật không là gì? Tôi khinh. Tôi gọi anh đến đây không phải là để lên lớp với tôi. Anh đã ăn vịt quay Bắc Kinh chưa? Tôi sẽ cho anh giống như là vịt quay Bắc Kinh vậy. Tôi sẽ cắt từng miếng thịt trên người của anh ra. Tôi sẽ cho anh giống như là em của tôi, trên người không còn chỗ nào lạnh lặng. Đẹp quá ha. Cũng lạ đó. Phải mà. Chạy. Có chuyện gì vậy? Trời ơi. Tôi biết bọn bảo an và cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đây. Tôi chỉ cần có đủ thời gian để giết anh thôi. Anh chết chắc rồi. Không được làm bậy. Giơ tay lên. Không được động đậy. Giơ tay lên. Trương Dực. Bỏ dao xuống. Bỏ dao xuống. Giết chết tụi nó. Chạy đi em ơi.
Tất cả đứng yên. Làm yên. Tất cả đứng yên. Đi thôi. Đứng yên, đứng yên. Tất cả đứng yên. Đứng yên. Gì vậy? Thằng tỏ tịch. Đi đứng kêu gì vậy? Uống cướp hả? À, công nhận đẹp quá. À, đẹp thiệt á. Đúng là hoàng tráng mà. À, đúng rồi. À. Ồ, công nhận. Ok, có người nhảy xuống xe đây quá ha. Gì vậy? Ờ, trời đất siêu thiệt. Ê, gì vậy? Chị đi. Không phải mày muốn biến tao thành heo quay sao? Vậy thì làm đi. Đi, trở lên. Đi. Đi.